Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Diễm Diễm nha. Mình hiện tại đang là giám đốc Zila Việt Nam. Mình kinh doanh các phần mềm hỗ trợ kinh doanh online. Hôm nay mình làm cái video này để mà hướng dẫn cho các bạn cũng như là ra mắt cái phần mềm mới ở bên mình. Có phần mềm là tên là TopFP. Phần mềm này là một phần mềm giúp cho các bạn đăng bài lên Facebook một cách tự động. Đó, các bạn chỉ cần gõ topfp.vn là sẽ ra cái trang chủ của phần mềm là như thế này. Các bạn sẽ nhấn vào phần sử dụng ha. Các bạn sẽ nhập cái địa chỉ mà khi mà các bạn mua cái phần mềm này thì Diễm sẽ cung cấp cho bạn một cái địa chỉ mail để mà bạn có thể đăng nhập vào tài khoản ha. Nếu không có địa chỉ này thì các bạn không thể nào đăng nhập vào tài khoản được nha. Đó, Diễm sẽ nhập cái địa chỉ vào. Ok, Diễm đã nhấp xong địa chỉ rồi thì nó sẽ ok như thế này. Bây giờ đầu tiên thì Diễm sẽ thêm tài khoản Facebook của Diễm kết nối với phần mềm để mà khi mà Diễm cài đặt đăng bài lên thì phần mềm sẽ tự động đăng bài. Đây, Diễm sẽ kết nối tài khoản Facebook. Thì tài khoản Facebook sẽ kết nối tương tự như tài khoản Auto, Inbox và Lapi. Các bạn thêm tài khoản ở đoạn này, các bạn điền cái tài khoản Facebook của mình vào ha. Điền cái thông tin tài khoản và cái mật khẩu Facebook của mình vào là ok. Rất là đơn giản, ai cũng có. Đây ạ, các bạn xem này, khi mà các bạn dán vào thì nó cũng có chữ này và các bạn thêm vào. Đấy, các bạn thêm tài khoản và rất là đơn giản. Và bây giờ cái tài khoản nhiệm diện của bạn đã kết nối ở trên này. Thì một cái phần mềm như thế này thì chỉ sử dụng được một tài khoản thôi ha các bạn ha. Đó, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đăng bài, nó đơn giản lắm. Cái cách các bạn tự động đăng bài là hệ thống đăng bài này. Các bạn vào hệ thống đăng bài, các bạn có thể vào chọn phần đăng bài thì đăng theo địa điểm. Có nghĩa là các bạn có thể lựa chọn đăng bài ở trên Facebook và ở trên fanpage. Thì hiện tại cái Facebook của Diễm là Diễm chưa có thêm fanpage vào, Diễm chỉ thêm cái tài khoản Diễm vào thôi, chưa có fanpage. Nên nếu như mà các bạn có fanpage thì các bạn có thể đăng bài tự động lên trên cái fanpage luôn ha. Diễm sẽ chọn là Diễm đăng bài fanpage trên này. Diễm sẽ làm thử một cái cho các bạn xem nha. Hình ảnh đó, Diễm sẽ chọn là hình ảnh đi ha. Rồi Diễm sẽ chọn cái nội dung mà Diễm sẽ đăng bài. Ấy, Diễm sẽ chọn nội dung mà Diễm sẽ đăng bài. Diễm sẽ có thể là các bạn có thể copy nội dung gì đó, các bạn sửa lại thành nội dung của mình, hay là các bạn tự viết status ra trong này ha. Thì Diễm đây các bạn, bây giờ Diễm sẽ đăng một cái status như thế này. Đó, Diễm sẽ đăng cái status như thế này ha. Diễm sẽ đăng một cái status như thế này à. Đó, Diễm sẽ tự, các bạn tự viết là các bạn sẽ copy, nhưng mà các bạn nhớ sửa một chút cho thành status của mình nha. Đó, các bạn sẽ up ảnh, các bạn chọn ảnh nha. Nếu như mà các bạn muốn up cái link ảnh đó, cái link ảnh trên Facebook á, thì các bạn có thể copy cái link ảnh, các bạn dán vào ở cái chỗ nhập link ảnh. Còn nếu các bạn muốn up link ảnh trên máy thì các bạn chọn up link ảnh nè, bạn chọn tệp nè. Đó, thì Diễm sẽ vào cái thư viện của Diễm, Diễm up ảnh lên ha. Hôm nay thì Diễm có một vài cái feedback của khách hàng sử dụng dịch vụ ở bên Diễm á. Thì Diễm sẽ vào phần Diễm đã chụp lại feedback rồi. Thì bây giờ Diễm sẽ đăng những cái feedback này lên ha. Diễm sẽ đăng những cái feedback này lên trên Facebook nha. Đây, một cái Diễm sẽ up hình lên. Đó, thêm hình ảnh thành công. Diễm sẽ thêm hình nữa ha. Diễm chọn tệp nè. Diễm vào phần bộ sưu tập. Diễm up hình này ha. Up ảnh thành công. Diễm sẽ up 4 hình một lúc luôn ha. Đó. Thì có một cái điều đặc biệt đó là cái phần mềm này là các bạn biết rồi, khi mà các bạn sử dụng những cái phần mềm ở bên Diễm á thì sẽ được tặng cho các bạn một cái công thức đăng bài. Mà khi mà các bạn đang đúng theo cái công thức đăng bài đó, là 12 bài một ngày, các bạn đang đúng theo công thức đăng bài đó, thì các bạn sẽ hấp dẫn được khách hàng và sẽ tăng tương tác rất là cao và thu hút khách hàng của mình rất là nhiều. Nhưng mà nói âm là không phải ai cũng có thời gian để mà đăng bài đúng cái công thức đó. Đấy, không phải ai cũng có thời gian để mà đăng bài đúng cái công thức đó, đúng không nào? Cho nên đó là bên Diễm bây giờ khi mà ra tiếp tục ra cái phần mềm này á, thì sẽ giúp cho các bạn cài đặt một ngày tối đa là 12 bài trước. Ví dụ tối hôm nay bạn, ngày mai bạn muốn đăng 12 bài theo cái công thức mà bên Diễm đưa á, thì
Thì tối hôm nay các bạn ngồi, các bạn rảnh, các bạn cài đặt 12 bài, ngày mai các bạn bận cái gì các bạn cũng không cần phải lên Facebook để mà đăng, thì phần mình sẽ tự động đẩy bài lên cho các bạn ha. Các bạn sẽ thêm đây này, các bạn sẽ thêm ảnh. Rồi, ok rồi ha. Rồi các bạn sẽ chọn đăng bài. À, Diễm quên nữa, các bạn sẽ chọn cái thời gian đăng nha. Thì Diễm sẽ đăng cái bài này vào lúc 9 giờ trưa đi ha. Mình sẽ đăng vào lúc 9 giờ ngày mai. Đó, Diễm sẽ đăng vào lúc 9 giờ ngày mai, ngày 5 tháng 10. Đó, Diễm sẽ đặt giờ đây và Diễm đăng bài. Rồi, ok, đã thêm thành công. Các bạn sẽ vào đây, bạn kiểm tra bài đã lưu. Đó, đang chờ bài của Diễm đăng. Đó, ngày mai vào lúc 9 giờ thì cái bài mà lúc này Diễm đăng nó sẽ tự động nhảy lên. Và các bạn có thể cài đặt trước trong vòng 15 ngày. Cài đặt trước trong vòng 15 ngày nha các bạn. Và cài đặt mỗi ngày tối đa 12 bài lận. Theo cái công thức mà bên Diễm đưa, các bạn sử dụng dịch vụ này một năm thì có sẵn luôn cái công thức 3 cộng 1, cái công thức đăng bài thu hút và khách hàng tương tác, thu hút và kéo khách hàng yêu mến bạn, sẽ có sẵn cái công thức ở trên phần mềm này luôn. Còn những bạn sử dụng dịch vụ này 6 tháng thì không có công thức, mà sẽ có một cái công thức 721 đưa cho các bạn ha. Cái dịch vụ này thì cái giá của nó là có gói 6 tháng và 1 năm thôi. 6 tháng là 1 triệu, 6 tháng có 1 năm là 1 triệu rưỡi. Thì các bạn thấy là khi mà ra đời công cụ này tiết kiệm cho các bạn rất là nhiều thời gian. Đặc biệt là những bạn mà bỉm sữa mắt trông con, hay là những cái chị em văn phòng rất là bận rộn, không thể nào mà đăng bài liên tục trên Facebook theo đúng công thức để mà tăng tương tác và tạo sự yêu mến đó. Thì các bạn sử dụng cái phần mềm này để mà các bạn cài đặt trước tối, các bạn cài đặt trước nội dung thì ngày mai bài sẽ tự lên. Và một điểm nữa đó là cái phần mềm nó có phần tự động chập bạn bè nữa này các bạn. Các bạn sẽ cài đặt nè, các bạn sẽ tự động chập bạn bè, bạn sẽ chập. Khi mà bạn chập bạn bè sẽ làm cho bạn bè biết đến mình đúng không ạ? Diễm bật lên nè. Đó, các bạn muốn chập bạn nam hay là bạn nữ, hay là với những người mới kết bạn ha, Diễm sẽ chập tất cả bạn nữ nha. Đó, cài đặt thành công. Đơn giản, phần mềm này sử dụng rất là đơn giản, ai cũng có thể sử dụng được. Và cái phần mềm này Diễm nghĩ là tất nhiên là sẽ rất là phù hợp với lại những mẹ bỉm sữa bận rộn chăm con và nhân viên văn phòng không có thời gian để mà lên Facebook đăng bài đúng theo cái công thức mà Diễm đưa. Các bạn biết rồi, Diễm cũng đang tuyển đại lý kinh doanh phần mềm. Thì với cái đại lý kinh doanh phần mềm thì các bạn có thể đầu tư 5 triệu kiếm được 30 triệu từ những cái phần mềm như thế này, thì các bạn có thể inbox Diễm để được tìm hiểu kỹ hơn nha. Diễm chúc các bạn có những trải nghiệm thành công, và các bạn muốn sử dụng phần mềm thì các bạn inbox Diễm để mà được Diễm cài đặt cho ha. Chào tạm biệt các bạn nha.